Ai làm gì mà khóc? Dạ. Trời ơi, gì sắp khóc nữa, tôi hỏi thôi, tôi có làm gì đâu mà thấy muốn khóc vậy trời. Cứ từ tin lên em ơi. Làm sao có thể giữ lại cổ đi chứ, cổ muốn về rồi đó. Em ơi, cố gắng từ tin lên để mà tham gia chương trình, có gì đâu mà phải sợ phải khóc em. Các tôi xin chào quý vị, và Tường đang vào vị trí của mình rồi, đang ở nhà hàng Melson quý vị ạ. Và bây giờ thì bạn Nam đã ngồi nãy giờ, chà. Bữa nay tôi gặp Bạch Công Tử ở dưới Bạc Liêu lên nè, để đi ra mời cô nương vào nha, đợi xíu nha cưng. Dạ. Thẳng vô, đây, ghế đây rồi, lên phía trước. Rồi, ổn định chỗ ngồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Mở cho. Trời ơi, đẹp gái quá hàng địch. Nay trai tài gái sắc gặp nhau rồi. Trời ơi, Bạch Công Tử ha, Bạc Liêu lên ha. Xin, bây giờ Bạch Công Tử giới thiệu trước mình ở đâu nè. Dạ, em lần đầu tiên em cho em xin phép chào chị Cát Tường. Này không phải Bạc Liêu rồi. Chào quý vị khán giả, và đặc biệt là chào bạn gái ở bên kia đại team. Em tên là Nguyễn Văn Nhi, em đến từ miền Trung, Quảng Trị. Hiện tại thì đang làm ở hướng dẫn viên và huấn luyện viên ở gốc ở sân gốc ở Cam Ranh. Wow, hèn chi phong độ dữ, dân chơi thể thao mà. Nhi hả, tên Nhi hả? Dạ. Nhi là năm nay bao nhiêu cái xuân xanh? Em 37 rồi. 37 là sinh năm nhiêu cơ? Em 82. 82. Tham gia môn thể thao này bao lâu rồi mà giờ làm huấn luyện viên luôn, ghê vậy? Em tham gia gần 10 năm. Mà lúc đầu em vào thì cũng là một nhân viên bình thường thôi. Nhưng mà làm một thời gian thì em thấy đam mê cái môn này, bắt đầu em tập luyện. Em thích một người anh nói một câu rất là hay là: bạn muốn thành công ở cái lĩnh vực nào đó thì bạn phải trở thành bậc thầy trong cái lĩnh vực đó. Và em cố gắng học, và bây giờ em và vừa rồi em mới đi thi lại rồi. Vậy là quá hay rồi. Có biết chơi môn thể thao đó không em? Dạ. Thích chơi không em? Anh sẽ huấn luyện cho em, anh làm huấn luyện viên cho em. Anh này dễ thương lắm, tự tin, công việc sự nghiệp ổn định. Rồi giờ tới phiên mình giới thiệu thông tin của mình nè. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, em chào anh Nhi và em chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Hiền ạ. Em ở Bình Thuận. Bình Thuận. Dạ, hiện tại thì em đang ở Tân Phú. À, quê ở Bình Thuận thôi. Dạ đúng rồi. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm công việc gì? Dạ em đang làm kế toán. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì làm việc rất là quyết đoán, đâu ra đó ạ. Và rất là cẩn thận ạ. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em thì đôi khi em cũng hơi nóng nảy, rồi với lại hay khóc. Ai làm gì mà khóc? Dạ. Khóc là khóc trong cuộc sống hay là khóc trong công việc hay là... Nói chung là cứ hay bị cái bực bội lên hay là cái gì đó nói mà không nghe hay gì đó. Mình nói người ta không nghe, mình tức mình cũng khóc. Hay. Rồi ai nói gì mình không giữ ý mình cũng khóc. Hay. Ủa, có biết tiếng Nhật hả? Đúng không? Trời ơi, gì sắp khóc nữa, tôi hỏi thôi, tôi có làm gì đâu mà thấy muốn khóc vậy trời. Sao vậy? Vụ gì? Bữa nay tâm lý không ổn định hả? Dạ không có. Trời ơi, sao tự nhiên cổ tôi mới hỏi mấy câu cổ sắp khóc rồi kìa, giờ anh tính sao đây? Từ tin lên em ơi. Cổ vô cổ vũ, cổ thề câu coi. Cổ sợ nãy giờ cổ đòi, cổ bỏ về luôn á, thiệt á. Nãy giờ trước khi ghi hình là cổ muốn về đó. Thôi hai bạn tự nói chuyện nhau xíu đi, nhiều khi hơi trai nó khác tôi á. Làm sao có thể giữ lại cổ đi chứ, cổ muốn về rồi đó. Em ơi, cố gắng từ tiên lên để mà tham gia chương trình, chứ có gì đâu mà phải sợ phải khóc em. Bữa nay biết đâu mình có thêm một người cùng đồng hành với mình trong cuộc sống. Vui lắm, một mình buồn lắm em. Đôi lúc cô đơn lắm, cởi mở lên, tự tin lên. Nha cưng nha. Rồi, tới phiên Nhi đi nè. Điểm mạnh, điểm yếu của Nhi là cái gì? Điểm mạnh của em thì thẳng thắn, dễ hòa đồng, có năng khiếu về thể thao, bóng chuyền, đặc biệt là bóng chuyền với gôn. Và em biết nấu ăn, ca hát cũng được. Hay quá. Thôi hát bài tặng bạn gái đi, bạn gái đang hồi hộp quá. Thì em hát một đoạn trong bài Em yêu anh như yêu cô hồ vì dặm để tặng bạn gái. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào như biển cả, như vầng trăng sáng to giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt bốn mùa.
Em yêu ơi, thương em nhiều lắm đó. Đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vẫn vả. Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Giận thì giận mà thương lại càng thương. Hay quá trời ơi, đẹp trai cao ráo, chơi thể thao còn hát hay nữa. Phụ nữ nào mà chịu nổi, anh này nói ế tôi cũng tin nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình, chưa học 12 xong em đi rồi thì có quen một người. Bạn là lúc đó bạn đó học của em 2 lớp. Có đi bộ đội nữa? Dạ, em có đi bộ đội. Em đi bộ đội ra em học tiếp. Dạ. Cái mối tình đó thì sau khi em đi bộ đội về thì kiểu giống như em còn đi học nữa thì bạn đó chơi được. Mối tình gần đây thì em quen bạn đó thì bạn còn mới có 20, hơn 20 tuổi. Mà tết vừa rồi thì bên hai bên gia đình cũng nói chung, bên bố mẹ em cũng nói là quá thưa chuyện bên gia đình bên bà đó, nhưng mà bà đó nói bạn nó còn nhỏ, bạn chưa nghĩ đến chuyện đó. Thì em cũng chủ động và em nói về thôi thì mình dừng lại. Có nghĩa là bây giờ thí dụ tìm được cái đối tượng phù hợp thì em mong muốn bao lâu nữa thì mình kết hôn là vừa? Dạ, trong vòng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm thôi ha. Thế còn em, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ trước giờ thì em trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình. Dạ. Lý do sao chia tay, quen được bao lâu? Nhưng mà thật ra thì đã rất là lâu rồi ạ. Bây giờ thì mọi thứ cũng đâu giờ đó hết rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng hết rồi, nên là em cũng không muốn nhắc lại nhiều quá về cái là bao lâu rồi? Cái mối tình sau đó, sau cùng này là cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng 5 năm rồi đấy chị. 5 năm? Dạ. Nhưng mà mình cũng phải nhớ cái lý do tại sao mình chia tay chứ. Thì lúc đó thì đại khái là mình nói cái từ không hợp nhau đi cho nó nhẹ nhàng nhau vậy thôi. Cứ mỗi lần hết cái gì cái là không hợp nhau chia tay. Mình muốn hợp là nó hợp, mà mình muốn không hợp là dạ, không hợp. Tại vì mình sinh ra không có ai hợp ai hết trơn á. Mình thích hợp thì mình sẽ hợp. Dạ đúng. Mình phải thay đổi cho phù hợp. Mình đã không thích rồi cỡ nào nó cũng không hợp hết trơn á. Ha. Rồi suốt 5 năm qua lý do tại sao em không quen được ai? Dạ thì công việc nó cứ cuốn mình đi hết cái việc này đến việc kia và học tập làm việc như vậy thôi. Hiện tại bây giờ công việc em đã ổn định chưa? Hiện tại thì là em đang làm báo cáo thuế rồi ở nhà lãnh về nhà làm ạ. Có bao giờ em nghĩ là em sẽ lấy chồng ở xa chưa? Thì nếu mà người ta cho em đủ niềm tin thì em sẽ về. Đó, đó là cái câu mà chị thích nghe. Chứ còn thật sự á, tình yêu nó khó nói lắm. Dạ đúng ạ. Mình không có cái lập trình nào mà đưa ra trước kế hoạch hết á. Tại vì khi tình yêu nó tới, nó sẽ thay đổi hết tất cả những kế hoạch trước đây của mình. Mỗi người bạn trai mà em đang tìm kiếm là người như thế nào? Em thích bạn trai tự tin, trung thực và sống tình cảm ạ. Về ngoại hình? Em thì thiện cảm với các bạn ăn mặc chỉnh tề một tí. Em không thích bạn nam mặc bụng bự. Không thích bụng bự. Rồi. Thế em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Yeah. Mỗi người bạn gái như thế nào? Một người bạn gái của em thì nó cũng nói chung là cũng cao thì cỡ 1m56 trở lên, nói chung là hơi hiền tí, và mỗi người một cái gia đình, trong tình yêu thì chung thủy. Có cái về ngoại hình như thế nào không? Đây tìm đi ảnh trong 4 anh đó là có một ảnh đó. Da hơi trắng tí, tóc dài thì tốt. Rồi đó, 4 cô đó kiếm cô đi. Trùng hợp quá ha, người nào cũng tấm hình 4 người hết trơn, 1 chọi 4. Ráng kiếm trúng nha, kiếm trúng ai tôi gả người nấy luôn á. Khó ha em ha, 4 người sẵn sàng nhau phải không? Em có cái gợi ý gì cho cổ không? Tôi gợi ý em ở ngoài với trong hình khác nhau xa lắm luôn á. Chị nhìn mà chị không thấy luôn, chị không nhận ra em luôn. Rồi trong số 4 người đó thì anh ăn mặc hơi khá nổi đó em. Giờ có 4 ông đó, ông nào huấn luyện viên? Tại sao chọn anh đó? Em cứ đoán vậy. Đoán vậy thôi phải không? Rồi, hy vọng em đoán đúng. Hôm nay nhận ra chưa? Ai? Em nghĩ là người này. Rồi, giữ nguyên hiện trường. 1 2 3 mở cửa trái tim. Rồi xem coi mình chọn đúng hay sai. Không mà anh này chụp hình không có giống ảnh chút nào. Sao em chọn đúng không? Em nghĩ là em chọn đúng. Em nghĩ em chọn đúng, và hình như bạn gái mới cắt tóc. Tóc ở đây dài hơn đúng không? Dạ. Yeah. Mới cắt tóc. Anh đã chọn đúng em trong 4 cô gái đó. Nhưng em thì không đúng. Biết ảnh là ai chưa? Trời ơi, sai nữa. Đã sai càng thêm sai. Phạt double.
Đây nè, nổi nhất cái nè, nhìn hình còn đón cặp nữa. Ê, nó nghe nè, mà sao chơi thể thao mà bụng cũng có bự vậy? Ờ, cái đó là em thấy nó hơi nghịch lý ở cái môn thể thao này, là nó như vậy. Cái môn thể thao này em đi bộ quá trời luôn, em bụng nó nhỏ lại. Lý do? Bụng nhỏ thì mình phải tập gym để hỗ trợ. Mà hiện giờ em có tập thể lực thêm không? Dạ em có. Tập thêm chứ, tôi thấy là cái bụng lấp lấp lại nha. Tôi nói trước rồi, cái bụng nó hơi lấp lấp rồi đó. Tướng cao ráo ngon lành rồi, bên này giờ cô này đón chặt rồi, giờ tính sao đây? Thôi giờ trước tiên cũng tặng quà cho người ta trước đi, rồi mới phạt người ta sau nè. Dạ, rồi thì món quà này, cái này là món quà anh tự làm. Tự làm nữa hả? Thành mệt, nói chung cùng em cũng được nhung nghe lắm. Em tặng em cái này, tại vì anh thấy cái này là cái tên nó rất là hay, là sống đời, thì anh cũng muốn là cái, trong cái vấn đề gì vậy, nó phải lâu dài. Dạ, trong cái chuyện tình cảm vậy, đó anh muốn tặng cho em cái này với cái ý nghĩ từ cái tên của nó là sống đời. Dạ em cảm ơn. Và em cũng tặng cho chị Cát Tường cái này handmade trời của em. Trời ơi dễ thương quá. Bây giờ coi cái quà bạn gái trước coi, cái gì ảnh làm, cái gì anh tự làm kìa. Gì chơi thể thao mà còn tự làm đồ handmade nữa hả? Cái gì vậy em? Em thử cầm lên em nhận ra cái gì không? Cái đó là gì em? À cái treo. Cái này em có thể là treo móc khóa hoặc là treo thường thường, nếu mà treo trước xe ô tô cũng đẹp. Không thì treo móc khóa. Đàn ông mà tự làm ghê thiệt ha. Tự làm là em tự làm cái dây tua tua này đúng không? Được, cái trái bóng này lúc trước đó nó nguyên tròn vậy, nhưng mà cái này em tự đục khoét vô rồi em làm ra cái này luôn. Ồ, rồi cảm ơn nha. Bạn gái là hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Nhiệm vụ của em là làm sao mà tiếp cận được cổ nè, rồi nói chuyện sao cho nó hợp lý. Yeah. Vậy thì Tường sẽ mời hai bạn ăn trưa với nhau ha. Chương trình mình là hẹn ăn trưa, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nói chuyện với hai bạn. Đây là món bò nướng lá lốt, một món thuần Việt vùng Nam Bộ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nguồn gốc của nó từ Thổ Nhĩ Kỳ. Wow, Tường cũng không biết thông tin này luôn nha quý vị. À, và lan sang Đức và phát triển mạnh ở nhiều châu lục. Một món nhậu tuyệt hảo cùng với bia tươi. Rồi xin mời hai bạn thưởng thức món bò nướng lá lốt của nhà hàng nha. Yeah. Vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau, làm sao cho cổ bớt rung bớt hồi hộp nha. Rồi nhớ hỏi chuyện tình yêu đồ, quan điểm tình yêu đồ luôn nha. Mạnh mẽ lên, tự tin lên, khỏi nói. Dạ, nhưng mà em ăn chay trường à. Em ăn chay hả? Hay. À, chay trường luôn. Dạ. Hồi nãy em vừa về rụt ra và muốn khóc à. Coi vậy không, hay là mấy chị đùa? Dạ, em hơi nhát ạ. Dạ. Thế anh em cảm nhận như thế nào? Cảm nhận về anh như thế nào? Ủa là anh từ Cam Ranh vô ạ? À đúng rồi, anh từ Cam Ranh vào. Anh từ Cam Ranh vô hồi nào ạ? Hồi tối anh bay vào ạ? Anh vào từ sáng hôm qua. À, vậy là hiện tại anh đang ở nhà bạn hay là ở như thế nào? Trong này có chị gái của anh với em gái. À. Em có hay về quê không? Dạ, thỉnh thoảng ạ. Một năm em về có vài lần. Trong cái vấn đề tình cảm thì theo em quan niệm em cần một người đàn ông như thế nào? Dạ, chân thành ạ. Chân thành? Dạ. Ngoài chơi thể thao ra và anh cũng rất là thích tìm hiểu về nấu ăn. Dạ, anh có thể ăn chay được không ạ? Anh ăn chay cũng được, tại vì giống như ở nhà mẹ anh cũng ăn chay. Dạ. Một tháng, nhưng mà mẹ ăn một tháng 4 ngày thôi. Dạ. Những ngày đó thì có thể là mẹ mua món chay về rồi ăn cả nhà luôn cũng được, cũng chẳng sao. Anh cũng nói chung ăn trong ăn uống anh cũng dễ lắm. Khó lắm. Vậy thì anh dùng đi ạ. Anh... Vậy là em ăn chay trường rồi luôn hả? Em ăn chay trường xong có được không anh? Đương nhiên mà em ăn thì cái đó là quyền của em mà. Như vậy thì em đâu có làm được ăn gì cho anh ăn được đâu. Thì nói chung là em làm thì anh cũng có thể tự làm được. Ví dụ sau này mà hai người về ở với nhau mà ăn chay trường không thì anh cũng nếu như mà chắc anh phải tập thích nghi đấy. Tại vì ví dụ một tháng ăn khoảng 4 ngày thì anh ăn được, đúng không? Nhưng mà bây giờ rồi ăn trên trường rồi mà... Rồi hơi cám đó không vậy? Ở ngoài tôi nghe, tôi định chút xíu mới vô mà tôi nghe cái đoạn ăn chay trường. Ủa ăn chay trường luôn hả em? Dạ. Ăn trường luôn. Trời ơi, rồi biết nấu ăn không cưng? Dạ em biết nấu. Rồi mai mốt rồi lấy vợ về mà vợ không có nấu cho ăn rồi. Không, vợ nấu thì em nấu được, nhưng mà vấn đề là nhiều lúc nhưng là... Nhưng mà ai nấy nấu hả? Một là mày ai nấy nấu, mà không thì một mình em phải nấu hai phần. Trời ơi thương quá. Ủa mà lý do sao mình ăn chay luôn nhờ cơ? Ăn chay từ lúc nào, lâu chưa? Dạ chính thức ăn trường thì được một năm mấy rồi ạ. Ồ vậy là tốt. Dạ. Lắm. Cái mốt thì vợ ăn chay riết rồi, từ từ cho ảnh ăn tuần 2 ngày thôi em. Được không? Dạ. Thôi giờ cho hai bạn bốc vài lá bài nha, cho bạn nữ bốc trước đi. Mình tìm hiểu nhau một xíu kỹ hơn, đọc lớn yêu cầu trong đó và thực hiện. Hãy yêu cầu bạn nam tập một vài động tác của mình.
À, ấy yêu cầu bạn nam tập một vài động tác gồm, có đem đồ nghề theo không? Hồi sáng đi còn vội nữa, mong mang đi. Nhưng mà bây giờ anh có thể mô phỏng được. Rồi, đứng lên. Huấn luyện viên đó nha. Bây giờ là cái này là yêu cầu em tự tập hay là dạy cho bạn gái? À trời ơi, có dạy cho bạn gái luôn ha. Em tập trước đi, là chị cho em dạy cho cổ luôn. Đây là cái động tác đánh gôn cơ bản. Ủa sao tôi thấy eo cũng di vận chuyển mà ta sao bụng mẫn bự ta? Đó là mình đánh những cái kỹ thuật đánh xa, đánh long game. Khi mà mình đánh đến một cái mặt bằng người ta gọi là green thì mình sẽ có kỹ thuật butter. Nhưng mà hôm nay mình không mang cái bớt đi và mình sẽ dùng cái bớt để mình gạt nhẹ cho nó vào lỗ. Bay thẳng không? Kỹ thuật này thì trong môn golf thì mình chỉ đánh bằng vai và không đánh nhiều bằng tay. Không đánh nhiều bằng tay. Bạn nữ ra làm thử động tác không bạn nữ? Ra ảnh chỉ cho động tác coi. Dạ được ạ. Rồi bây giờ mời em đọc lớn yêu cầu trong đó lên. Bạn nữ thử cảm giác nắm tay bạn nam. Em hãy nắm tay bạn nam rồi em nói lên cái cảm giác của mình, cảm xúc của mình. Em đứng lên đi em, cho người ta qua nắm tay hay là em qua bển luôn đi. Dạ thôi được ạ. Hay là em đưa dạ, qua đúng đây. Được ừ, đúng dạ, rồi. Dạ, đúng được ạ. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Nắm tay 30 giây rồi nói cảm nhận của mình. Nắm không còn nhịp chi vậy? Dạ được rồi. Rồi. Rồi cảm nhận như thế nào? Em thấy bàn tay của ảnh ra mồ hôi. Rồi em không biết ạ. Bà sắp khóc nữa rồi đó. Kêu bà nói bà sắp khóc nữa rồi đó. Sao không biết, mình nắm tay người ta mình phải thấy cái tay đàn ông nó khác tay đàn bà chứ. Đúng không? Nắm tay trai nó có điện chạy qua hay không? Trai sần sùi hay khô ráp? Hay là nắm tay mà vô cảm không có cảm xúc gì, ví dụ vậy? Em không biết không? Em không biết là em không nói được hay là em không có cảm xúc. Hai cái nó khác nhau. Không có cảm xúc là khác, mà có cảm xúc mà không nói ra được bằng lời nó khác. Tại vì em không có nói xạo được á. Thì em đâu ai kêu em nói xạo đâu. Em có sao em nói vậy chứ ai kêu em nói xạo. Thì chị nói nếu không có cảm xúc thì em nói không có cảm xúc. Em chỉ biết là cái tay anh đổ mồ hôi. Dạ đúng rồi. Vậy em thôi. Chỉ biết cái tay anh đổ mồ hôi chắc anh cũng hồi hộp chị ạ. À, tay em có đổ mồ hôi không? Dạ không ạ. Thế thì còn cú cổ một cái coi. Vậy lúc cổ nắm tay em thì em cảm thấy như thế nào? Dạ thấy có vẻ như cái nhiệt độ của bạn ấy không nóng bằng em. Nắm thấy bên tay của bạn mát. Tay bạn nó mát, tay em nóng. Yeah. Vậy là nắm tay chỉ để đo nhiệt độ thôi, chứ nắm tay không nói lên được cảm xúc thôi quý vị. Thôi thì bây giờ cuộc vui nào rồi cũng tàn, phải đến lúc kết cuộc chứ không lẽ giờ mình chạy hoài, thi đấu cũng phải dừng đúng không ạ? Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau, 30 giây cuối cùng. Mỗi người nói lên một câu nữa thôi. Cảm xúc của mình ngày hôm nay khi tham gia chương trình. Hiện tại mình cảm thấy như thế nào, hoặc là mình cảm nhận về đối phương như thế nào. Mời em trai nói trước, hãy nhìn nhau 30 giây rồi nói. Anh thấy em rất là hiền và gần như là hơn cả chiều hiền nữa. Hôm nay mà đến tham gia chương trình nên rất là vui được quen biết và gặp gỡ em. Nếu như mà có thể thì anh em có thể là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mời bạn gái. Hôm nay đến đây thì em cũng cảm ơn anh. Vì thật ra là gặp nhau cũng đã là cái duyên rồi. Thì đâu đó thì em không biết như thế nào, nhưng mà em chỉ biết là em cảm ơn anh nhiều ạ. Thì ngày hôm nay chương trình chỉ là bản thân chị Tường chỉ tạo cho hai em một cơ hội để gặp nhau thôi. Còn cái quyền quyết định là ở hai bạn. Bạn trai cũng vượt ngàn dặm xa xôi đến đây ha. Cho nên bạn gái nói lời cảm ơn mình là cũng đúng rồi. Thế thì bây giờ còn đi được với nhau cái đoạn đường nào nữa hay không là quyết định của hai bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm này. Nhưng mà cái nút bấm này là nút bấm để kết duyên, nút bấm để mà trở thành một cặp đôi hẹn hò, không phải nút bấm để kết bạn. Nếu chúng ta cảm thấy thật sự rung động và có cảm xúc với đối phương thì chúng ta mới bấm nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn gái không bấm? Vì em nghĩ là mình không bấm thì sẽ cho anh rất là nhiều cơ hội tốt hơn sau này. Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Thế tại sao em trai lại không bấm? Em bây giờ em muốn ở bên một người nào có thể là có nhiều thời gian để giống như bạn hiện đây thì em cần có nhiều thời gian hơn nữa, tại vì bạn rất là rụt rè và nói chung là cần có người để ở bên cạnh nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ em ở ngoài đó một tháng và một lần thì không đủ thời gian để mà chăm sóc cho bạn. Thật ra thì chị rất là đồng cảm với hai bạn. Chị thấy nếu mà bỏ ra cái việc khoảng cách về địa lý thì chị nghĩ là hai bạn cũng khá là đẹp đôi với nhau. Thì Tường rất là tiếc ngày hôm nay. Thôi mời hai bạn đứng lên. Tường rất là tiếc vì chị thấy đây là một cặp đôi mà nhìn bên ngoài hoàn toàn mọi thứ rất là ok, hợp nhau rồi, nhưng mà cuối cùng cũng không vượt qua được một số những khó khăn ở phía trước. Thì vậy là có cái duyên gặp mặt nhưng mà cũng chưa có cái duyên để đến được với nhau. Vậy Tường cũng mong là hai bạn đừng buồn và có thể chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Đặc biệt là em gái, đôi lúc mình cũng phải tự tin lên một chút xíu, dạn dĩ hơn một chút xíu để cho mình một cái cơ hội, cho nên tự tin hơn. Dạ, mở lòng ra hơn nha. Cảm ơn chị. Ok, còn bạn trai thì chị nghĩ rằng trời ơi, hết cái số này phát sóng chắc nhiều cô gái sẽ gọi cho chương trình để tìm em quá. Một bạn trai rất là dễ thương. Rồi Tường cũng hy vọng là em cũng sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha, phù hợp với hoàn cảnh của mình hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Bây giờ thì cũng cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với Cát Tường trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chúng ta sẽ gặp lại vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.